Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết, phần 72. Cá sấu báo, kẻ săn mồi quái dị thời tiền sử. Bạn không nghe nhầm đâu, loài vật này có ngoại hình và sức mạnh của một con cá sấu, nhưng chúng lại sống trên cạn và rượt đuổi con mồi bằng tốc độ cao như một con thú săn mồi thực thụ. Thật may mắn là chúng chỉ dài khoảng 1m8, nên chúng chỉ ăn các loài bò sát và thú nhỏ. Tuy nhiên, người anh em của cá sấu báo mới thực sự là nỗi ám ảnh với các loài khác. Đó chính là Caprosuchus. Nó là phiên bản nâng cấp của cá sấu báo với chiều dài lên tới hơn 7m, cộng thêm hàm răng sắc nhọn và đâm ngược lên xuống như một con heo rừng. Theo các nhà cổ sinh vật học, con quái thú này không những to lớn và có tập tính săn mồi máu lạnh, mà đáng sợ hơn khi chúng còn có tốc độ chạy lên tới 40 km/h, sấp xỉ với tốc độ của tia chớp điện kinh Usain Bolt. Ngoài ra, chúng còn có thể dễ dàng làm thịt một con khủng long trưởng thành với lực hàm mạnh khủng khiếp của mình. Thử tưởng tượng có một con cá sấu khổng lồ nhưng lại sống trên cạn với đôi chân dài và linh hoạt, sẵn sàng truy đuổi con mồi với tốc độ bàn thờ của nó, thì đây đúng là cơn ác mộng đối với con người nếu như chúng còn tồn tại.